Thưa quý vị, bắt đầu từ không giờ sáng ngày 17 tháng 7, bốn phường trên địa bàn thành phố thực hiện chủ trương giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã đến kiểm tra tình hình thực hiện tại hai phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Khánh Bắc, quận Lê Triệu. Triển khai thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, phường Hòa An và phường Hòa Khánh Bắc đã triển khai các chốt kiểm soát cứng và chốt kiểm soát mềm để kiểm tra kiểm soát việc đi lại của người dân Phường Hòa An và Hòa Khánh Bắc có khoảng 70.000 dân khẩu. Hai địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, nhất là nhà, cách ly với nhà, giữ khoảng cách, chỉ sang ngoài khi có việc thật sự cần thiết qua kiểm tra thực tế, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị phường Hòa An và Hòa Khánh Bắc tập trung tuyên truyền người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ thị 16, đồng thời tổ chức kiểm tra xử lý hết các vi phạm, cương quyết nhưng phải mềm dẻo chứ không may móc tạo điều kiện đối với người dân ra ngoài mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Đối với phường Hòa Khánh Bắc thì chú ý tạo điều kiện cho các trường hợp công dân và làm việc tại khu công nghiệp, quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thực hiện giãn cách.